quê nhà, nhớ canh rau muống, nhớ cà dầm tương. Dân dã và tưởng chừng đơn giản, thế nhưng để tạo ra món cà dầm tương là cả một sự tinh tế và công phu. Từng là món ăn được tiến vua, rồi lan tỏa rộng rãi ra dân gian. Mặn ngọt đan xen, thơm nồng trong miệng, đó là những gì người ta có thể cảm nhận và bị lôi cuốn bởi món ăn này. Mọi sự thú vị cũng chỉ vừa mới bắt đầu thôi. Và hôm nay chúng ta sẽ về xã Tam Hiệp của huyện Phúc Thọ, một địa phương có truyền thống sản xuất cà dầm tương, và sẽ trải nghiệm cách người ta tạo ra sản phẩm cà dầm tương như thế nào. Hòa Thôn là thôn có số hộ sản xuất cà dầm tương nhiều nhất tại xã Tam Hiệp. Đã từng có một thời, nhà nào ở đây cũng có vài chum cà dầm tương như thế này. Tuy nhiên khi xã hội phát triển, kéo theo những gánh nặng về kinh tế, thế hệ trẻ ở thôn đã quên đi cái nghề mà ông cha đã từng giữ gìn và phát triển trong quá khứ. Những nghề mới đã được hình thành. Hiện chỉ có những người già ở trong làng mới giữ được nghề, và họ coi đó là cái nghiệp sẽ đi theo họ đến cuối cuộc đời mình. Và đây chính là nơi mà phép màu được diễn ra, nơi tạo ra món cà dầm tương đậm đà hương vị thuở xưa. Nơi tôi đang nói đến là nhà cô Trịnh, năm nay cô gần 70 tuổi. Bác Tiệp là người bạn đời của cô, cũng gần 80. Bao nhiêu năm họ chung sống với nhau, là bấy nhiêu năm họ mặn mà với cái nghề làm cà dầm tương để mưu sinh. Để người dùng ăn một lần và muốn ăn thêm nhiều lần nữa, thì công đoạn tạo ra được một quả cà dầm tương quả là một sự kỳ công đối với gia đình cô. Công đoạn đầu tiên sẽ là đi chọn cà. Cà phải được chọn ngay ở trên cây, tại những vườn cà mà gia đình cô chú hết sức tin tưởng về độ an toàn. Đây là vườn cà của chú Bật. Và như quý vị thấy đây, những quả cà thật là tươi ngon. Và những quả cà chỉ đạt cái trọng lượng như thế này thì mới đủ tiêu chuẩn để bác Tiệp mua về và để ép thành những cái quả cà dầm tương chất lượng cao nhất. Còn với những quả nhỏ thì theo bác Tiệp, nếu ép những quả như thế này thì sau khi ép, cái kích cỡ của quả sẽ nhỏ và nó sẽ không thể được giòn. Vậy thì bác Tiệp ơi, để mình chọn được một cái quả cà mà nó đạt chất lượng thì cần phải có những cái tiêu chí như thế nào bác? Cà là phải ở diện tích to như thế này. Cái thứ hai là bánh tẻ không diện đỏ chôn. Có nghĩa là chúng ta sẽ phải cần những quả cà càng to càng tốt nhưng không được già. Không được già, không được đỏ chôn. Bây giờ phải là trắng chôn. Vâng. Bây giờ nếu là cà mà đỏ chôn thì biểu hiện là cà già. Già thì nay mai hột nó cứng lên. Vâng. Thì cắt ra nó bị long thoi. Vâng. Cà bánh tẻ khi thái ra thì hạt với cùi là nó liền với nhau, nó không rời ra thì cà mới là cà ngon. Không có sâu xia gì, vì sâu của cà nó khác với các mọi sâu khác. Khi vào trong nó đục vào nó cứng cắc quả cà, khi ăn là nó bị chối. Cho nên là phải nhẫn nhụi mọi cái. Quả cà có tiết diện to sau khi mình ướp dứa, ướp muối rồi. Sau khi nén ra nó có tiết diện lớn, chứ nếu như quả cà bé thì sau khi mình ép ra diện tích nó bé quá, nó nhỏ, bán là khó. Chú Bật là số ít những người được bác Tiệp chọn đặt để mua cà làm nguyên liệu đầu vào cho món cà dầm tương. Mọi quy trình chăm sóc, tưới bón cho vườn cà sẽ phải được thực hiện dưới sự quản lý của bác Tiệp. Có như vậy, cà mới vừa ngon, vừa đảm bảo được độ an toàn tuyệt đối. Chào đây, chú có một cái vườn cà rất là đẹp và rất là xanh, ít sâu bệnh. Thế để có một cái vườn cà như thế này thì chú phải chăm sóc mất bao nhiêu lâu thời gian?
Chăm sóc cái thời gian nó là bắt đầu từ lúc cấy là từ tháng 10 cho đến bây giờ là nó cỡ độ 4 tháng gì đấy. Đấy. Và được vào khoảng 4 tháng. Thì nó cho thu hoạch cái thời gian khoảng bao lâu ạ? Thu hoạch nó thời gian hoạch từ lúc cấy thu hoạch nó khoảng độ thêm độ 2 tháng thôi. Là độ 6 tháng hết. Thế thì với mỗi một cái sào cà như thế này thì bình quân thì mỗi một vụ cà thì chú thu về khoảng bao nhiêu và trừ đi công sức thì mình lãi khoảng bao nhiêu? Lãi thì thực tế lãi thì bây giờ mỗi vườn cà thế này là một sào thì nó cũng chỉ lãi độ 4-5 triệu thôi. Vậy thì cái việc trồng cà ở đây của chú là chủ yếu là phục vụ cái mục đích nào? Chủ yếu là phục vụ cho cái xã Tam Hiệp là cân cho họ để họ lấy cà dầm tương. À thế rồi, cà dầm tương. Tất cả phần lớn bà con ở đây cũng như chú đúng không? Vâng, tất cả đều như thế đấy cả. Một làng thì là chuyên làm cà, còn một làng thì làng chuyên dầm tương. Rồi, vâng. Cà dầm tương. Rồi. Những quả cà được thu hái sẽ đồng đều về kích cỡ. Thông thường cứ 4 đến 5 ngày, bác Tiệp lại xuống đây thu hái một lần. Bình quân, mỗi lần bác sẽ thu hái chừng 20 cân cà to và đẹp nhất. Cà sẽ được phân loại kích cỡ, loại A và loại B để tiện cho việc chế biến. Thưa quý vị, đây chính là những cái quả cà mà tôi cùng với bác Tiệp vừa đi hái ở ngoài vườn về. Và khi mà đem về như thế này thì thông thường bác sẽ sơ chế luôn để đảm bảo cái độ tươi cho quả cà. Thế nếu mà trong cái trường hợp mà mình bận mình không sơ chế luôn thì luôn được thì là mình cái thời gian mình để quả cà được bao lâu ạ bác? Quả cà nếu như mà thời gian đã bận chưa kịp làm thì trong tối đa trong 2 ngày rồi. 2 ngày. 2 ngày để cho tránh trường hợp quả cà nó héo. Vâng. Héo thì sau khi mình vào muối thì nó không bảo đảm. Vâng. Đấy. Muốn bảo đảm tươi và đầy đặn quả cà là phải trong một ngày. Còn nếu bận ta có thể giải quyết trong 2 ngày thì cũng được, tối đa là 2 ngày. Sau khi cà được tách núm, rửa sạch và để ráo nước, công đoạn tiếp theo sẽ rất đặc biệt. Mỗi quả cà sẽ được đắp một nắm muối đúng vào vị trí núm cà vừa được tách ra. Như vậy là sau khi mà làm sạch những quả cà và cắt cuống đi thì bây giờ tiếp theo sẽ là công đoạn muối cà. Và thưa bác là ở cái công đoạn này thì để đảm bảo quả cà nó được giòn, nó được ngon về sau thì phải có những cái kỹ thuật muối như thế nào ạ? Bây giờ cũng trước hết bây giờ muốn để bảo đảm cà ngon trong khi chuẩn bị cứ vào lén thì bây giờ là trước hết là cho cái muối vào là xóc với cà. Đâu nữa? Đây là xóc tạo qua để cho nó bám bên ngoài. Sau đó là mỗi một quả cà là phải cho một nắm muối vào thế này. Thế này mới đủ độ mặn, mới có độ giòn. Cà này có thể 1 năm, 2 năm, 3 năm, 4 năm, 5 năm, 7 năm vẫn giòn. Mà không sợ là ngâm trong tương mà bị mềm. Muối của quả cà này khi nó ăn tương nó sẽ tròn do, phồng như quả cà chua. Dạ. Sau đó nó sẽ mất muối, nó không có muối này nữa. À. Đấy, nó là như vậy. Thưa quý vị, trước khi nào mà tôi nghĩ rằng cái việc muối cà này cần nhiều muối đến thế này. Rất là nhiều muối. Và sau đó là còn phải ngâm cái muối này 20 ngày. Đấy. Cũng chính vì thế mà có lẽ là việc những quả cà muối thì thông thường nó rất là mặn là cũng bởi lẽ đấy. Trong khi bác Tiệp đang sơ chế những bước đầu tiên cho số cà, thì cô Trịnh tranh thủ chuẩn bị ít nguyên liệu để làm tương. Gạo nếp, ngô và đỗ tương là những nguyên liệu để tạo ra tương. Bao năm nay, gia đình cô đều tự làm tương chứ không đi mua bên ngoài. Một là vì để tiết kiệm chi phí, hai là để đảm bảo chất lượng tương. Tự làm tuy có bận bịu công phu hơn, nhưng sự tinh túy trong từng giọt tương sẽ tạo ra sự đậm đà trong mỗi quả cà. Và ở nhà cô chú lúc nào cũng có sẵn cả nghìn lít tương như thế này. Và sau rất là nhiều công đoạn và rất nhiều ngày tháng thì gia đình cô Trịnh sẽ có được những cái mẻ tương thơm ngon như thế này. Khá là mặn.
Tuy nhiên là khi tương đi đến cổ họng thì tạo cho một cái cảm giác rất là ngọt. Đây là những cái mẻ tương mà gia đình cô tự làm ra để chuẩn bị cho để chuẩn bị dầm những quả cà xuống và tạo ra sản phẩm cà dầm tương. Gạo sau khi được sàng sạch sẽ được ngâm trong nước 7 tiếng đồng hồ cho bở, sau đó trộn thật đều với bột ngô để đem lên đồ. Nhưng trước khi được đưa lên đồ thì phải đảm bảo bột ngô không bị vón cục. Chính vì thế mà sau khi trộn, cô Trịnh lại phải sang hỗn hợp ngô và gạo như thế này một lần nữa để lọc số ngô vón thành cục để bóp tan ra. Thưa quý vị, muốn cà dầm tương được thật ngon thì ngay từ cái lúc mà chọn nguyên liệu đã phải đảm bảo được các yếu tố là tất cả đều phải chuẩn. Và từ cái chọn nguyên liệu là phần ngô và phần gạo nếp ở đây thì cũng phải là những cái hạt gạo chất lượng, những cái hạt ngô thật là chất lượng. Thế cô ơi, nếu mà mình khi mà mình làm cà dầm tương mà nếu cái tương nó không đạt cái chất lượng tốt nhất thì cái việc gì nó sẽ xảy ra cô? Tương nó không ngon, nó không ngọt. Nếu mà làm mà nó không kỹ, nguyên liệu mà không được chuẩn mà nó còn những cái cục ấy, không sang này con cái cục ấy, thì là sau khi đô lên là cái cục ấy nó không chín được. Đây này, như những cái cục này là nó không chín được. Không chín được thì nó sẽ sống. Sống thì sau khi mà làm được tường xong rồi, kể cả phơi nắng xong rồi đến lúc nó cũng bị sủi. Tại vì cái hột, cái chỗ bột ở trong nó bết lại, còn sống. Thế là sau khi là mình làm ra thanh mốc, nó đổ thành tường, những cái cục này ở trong nó còn sống này. Vâng. Đấy, mình phải dơ, phải sang này. Vâng. Sang ra cho nó tơi. Dạ, thế sao cô không đi mua để mình, mình đi mua tương để cho mình đỡ vất vả đi? Mình làm thế này thì nó mới được ngon. Mình mà dâm vào tương mà lại đi mua thì cái thứ nhất là tương ca không được ngon. Thứ hai là không hết nhiều tiền lắm. À thế ạ, nó đắt hơn. Nó đắt. Nghĩa là mình vừa tiết kiệm, rồi là mình vừa đảm bảo coi chất lượng tương của mình. Bất chất lượng là chủ yếu. Vâng. Còn đi làm kia là đi mua tương thì mình lại không ưng ý. Vâng. Làm quả ca mà mình làm bao nhiêu công phu mà bây giờ cái tương nó không ngon là ca không được ngon. Vâng, đúng rồi ạ. Chắc mình phải chờ nào? Đợi xem nào, 20 ngày muối trong nước muối và tiếp tục chờ đợi thêm 6 tháng đúng không ạ? 6 thế cũng đã mất gần 7 tháng. Mà nếu cái tương nó không đạt chất lượng thì đúng là nó sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ cái quả cà, nó sẽ không được ngon. Nó sẽ sủi, là nó chua. Vâng. Nó bởi vì cái chỗ ấy sống mà. Vâng. Chỗ ấy sống mà vào nước là thì chua. Vâng. Thế cho nên rằng mình phải đô mà phải làm cẩn thận. Vâng. Và thưa quý vị đã thấy rồi ạ. Để có được những quả cà dầm tương chất lượng nhất, ngon nhất cho người sử dụng thì ở đây cô và bác đã phải rất là chi tiết và tỉ mẩn từ cái khâu mà chọn nguyên liệu cho đến khi mà bắt đầu chế biến như thế này. Và ngay bây giờ đây thì sau khi mà làm được tan hết cái số ngô và gạo này thì những nguyên liệu này sẽ được đưa vào cái nồi ở đây để xong sau đó là đổ lên, và lúc đấy thì những cái quy trình mà để tạo ra một cái mẻ tương ngon đã bắt đầu. Thời gian để đổ gạo nếp và ngô chín mất khoảng 1 tiếng rưỡi đồng hồ. Và dường như cô Trịnh chẳng khi nào nghỉ tay, không việc ở những chung cà thì lại đến việc ở các chung tương. Mỗi mẻ tương sau khi được ủ lên men sẽ được đưa vào những chiếc chung như thế này. Sau chừng 20 ngày là đã có thể bắt đầu sử dụng được. Và đây là hũ tương đã được làm 10 ngày. Cũng đã khá là ngọt rồi. Tuyệt vời. Nếu cái nơi mà để nắng vào thì ánh nắng mặt trời vào nó sẽ thơm và ngọt nữa. Vâng. Ngấm. À, có nghĩa là cháu nhớ cái hồi còn nhỏ là mẹ cháu cũng có làm tương. Và thông thường là hay để ở trên trần. Đúng không ạ? Và chỉ để trên trần và cũng chẳng phải che, đúng không ạ? Không phải che. Có nghĩa là mình làm tương thì mình cứ để cho nó mình phơi nắng, đúng không ạ? Phơi càng lâu thì tương càng ngon. Càng ngon. Đúng không ạ? Đúng. Vâng. Càng thơm. Vâng. Nếu nay mai mà nắng to lên thì vào đến cổng là mùi tương thơm. À đúng rồi ạ. Hầu hết các thực phẩm thì đều
để tủ lạnh để bảo quản. Tuy nhiên, đối với tương thì nếu để tủ lạnh thì sẽ hỏng ngay, tương sẽ bị đen và không còn ngon, không còn chất lượng nữa. Với tương thì các bạn có thể hãy để cái nơi nào mà càng nắng nhiều càng tốt. Không sợ tương bị khô đâu, mà càng nắng nhiều tương sẽ càng ngọt. Và bây giờ xôi ngô đã chín rồi, việc đầu tiên tôi phải làm là ăn thử đã. Đó là hương vị mà tôi đã được thưởng thức thời thơ ấu, mỗi lần mẹ tôi làm tương. Rất là béo ngậy từ ngô và thơm dẻo từ gạo nếp. Đây chính là cái sản phẩm mà sau khi đồ khoảng tiếng rưỡi. Và bây giờ thì sẽ là công việc phải múc ra thôi. Chín. Xôi chín rồi, rất là nóng. Vớt ra để dặm cho nó tơi. Tất cả những cái hột như thế này là mình phải làm cho nó tơi hết hả cô? Làm cho nó tơi. Vâng. Sau cái công đoạn này, cô để nguội xong cô cho vào một cái thúng. Vâng. Xong cô mới đậy từ giờ đến trưa mai. Vâng, là ủ cho ấm. Ủ cho nó ấm. Nhưng mà cháu nhớ ấy, ngày xưa ấy thì cái lá. Đúng rồi, cái lá nhãn thì mẹ nó hay làm cái lá nhãn đó. Nhưng mà bây giờ làm nhiều đến đây thì lá ở đâu cho nó kịp được. Giờ có chăn có chiếu nó dễ. Chẳng hạn như thế nó chưa đổ đủ độ, độ khoảng 32-33 độ thì không phải đắp. Nhưng mà nó khoảng 27-28 độ thì mình phải đắp cho nó ấm một tí cho nó mới lên được. Vâng. Thế là mình sẽ đắp trong vòng bao nhiêu ngày ạ? Không, đắp chẳng hạn như một đêm. Vâng. Thế nên nó nóng cái thì là mai mở nó ra. Thế là nó tự nó lên mốc. Chê là từ bắt đầu làm là 6 ngày. Vâng. Kể từ lúc cho nước vào mới cho đậu tường vào. Vâng. Là 6 ngày. Mình đếm đủ 6 ngày là bắt đầu mình cho được mốc cái là già cho vào mới cho muối vào. Ừ. Thế là đánh đều là lên, thế là phơi, phơi nắng. Ừ. Thơm quá. Vậy. Thơm nó ngọt. Thống nghiệm cái hương vị này mất. Ừ. Ngày xưa cái này đồ xong thì trẻ con là túm lại ăn. Đúng rồi ạ. Bây giờ cháu thì nhớ cái hồi mẹ cháu còn nhỏ ấy thì mẹ cháu cũng hay làm tương. Và khi đấy là phải lấy hẳn một bát để ăn. Và khi đã làm được tương rồi cháu vẫn còn những cái ước là hôm nào mà không có thức ăn ấy là mẹ cháu lấy cái tương đấy xong cho rồi cho vào mỡ lợn, cho tí mỡ trưng lên, hấp vào nồi cơm. Vâng. Em ăn cơm rất là ngon. Rất là ngon. Thường thường ngày xưa lại ăn thế. Tương này mà kho cá mè cô nhỉ. Kho cá mè ngon. Tương mà nhất là tương mới. Vâng. Kho là ngon. Như cái tương kia đấy chưa phơi được một nắng to nào mà các cháu nếm cái cũng thấy có cái vị ngọt rồi. Có cái là nó muối nó chưa ngấm vào mấy tương chưa nắng phơi được nắng nào thì nó chưa có độ thơm của nó. Thưa quý vị, mỗi một sản phẩm rất là bình thường nếu chúng ta bắt gặp ở đâu đó. Tuy nhiên khi mà chúng ta sắn tay lên và cùng với những cái người nông dân để tạo ra sản phẩm đó, ta sẽ thấy đó là những cái sự kỳ công. Và khi chúng ta thực sự làm như thế này thì chúng ta sẽ hiểu hơn và trân trọng hơn những cái sản phẩm rất là đơn giản và rất là dân dã như tương và món cà dầm tương. Quay trở lại với những quả cà, một điều khá thú vị đã diễn ra. Khá là kỳ lạ quý vị ạ. Sau chỉ vài tiếng khi mà đưa cái muối vào trong ở trên cái cuống quả cà thì toàn bộ cái muối đã trở nên màu xanh. Và đây là cái phản ứng hóa học do khi mà nước và nhựa của quả cà rích ra từ bên trong gặp muối thì sẽ tạo ra cái màu sắc như thế này. Và khi làm như thế này thì những cái nhựa nó sẽ được bớt đi. Thì sau khi mà dầm tương thì chúng ta mới có được một cái sản phẩm cà dầm tương ngon và không bị chát hoặc là không bị quá chua. Tuy nhiên phải đến ngày mai chúng mới được đưa vào trong chum để muối kỹ. Thời gian muối là 20 ngày. 20 ngày là thời gian để độ mặn của muối ngấm vào quả cà và làm cho quả cà từ trạng thái tươi trở nên chín. Sau 20 ngày ngâm dưới nước muối thì quả cà như thế này đây. Và ngay bây giờ thì quả cà sẽ được đưa ra và để đưa vào máy ép.
toàn bộ phần nước ở trong quả cà này sẽ được ép sạch, không còn nữa. Và xong sau đó thì quả cà sẽ được đưa vào dầm tương trong 6 tháng. Đây là chiếc bàn để ép cà. Cà sẽ được ép sạch nước khi được đưa ép một ngày một đêm ở chiếc bàn này. Ba quả sẽ được chồng lên nhau để đưa lên bàn ép. Và để ép được sạch nước thì cô Trịnh và tôi sẽ phải chọn những quả cà có kích cỡ bằng nhau. Không được quả to, quả nhỏ. Nếu chúng chênh lệch nhau, sẽ dẫn đến trường hợp quả thì không hết nước, quả thì lại bị ép bẹp. Tuy nhiên, trước khi đưa lên ép, sẽ phải tạo ra lỗ để nước trong quả cà thoát ra. Cái việc chọc này có tác dụng gì? Chọc cái này để cho cái lỗ nó vào đây. Xong sau khi mình úp quả cà xuống là nó ép là nó ra nước từ cái chỗ này. Đấy, vâng. Nó tự nó ra nước từ chỗ này. Này mà nó lại hút tường vào từ chỗ này. Thế bây giờ mình mà chọc cái chỗ này thì nó không giữ được cái nước tương trong. Trong cái quá trình mà mình xếp vào cái khay, cái máy ép inox này thì có phải lưu ý cái điều gì không cô? Ở dưới này là có nước hết rồi, mà nó có lỗ hết rồi mà. Vâng. Sau khi mình xếp vào để cho nó cân băng xong cái thì tương lượt một. Để cho đến lúc cuối cùng mình ép xuống là nó sẽ từ từ nó. Vậy là đã xong. Cà sẽ được ép hết nước vào ngày mai. Và ngày nào, cô Trịnh cũng làm công đoạn này. Hết mẻ này thì lại có mẻ khác để ép. Đây chính là những cái quả cà mà đã được gia đình bác Tiệp ép một ngày một đêm. Và sau một ngày một đêm ép thì toàn bộ số nước ở trong những cái quả cà này đã được vắt ra khỏi quả cà. Và quả cà thì gần như là đã khá là khô. Và cái công đoạn tiếp theo trước khi đưa vào ngâm tương đó là cô sẽ phải lau sạch hết toàn bộ cái số nước dính ở trên quả cà để đảm bảo trước khi đưa vào ngâm tương thì sẽ không còn một chút nước nào ở trên quả cà nữa. Vậy thì khi chúng ta lau được hết cái số nước này thì nó có cái tác dụng như thế nào cô? Nó khô hết cả cái nước của cái nước muối. Vâng. Thì sau cho khi cho vào cái quả cà này, cho vào ngâm tương đi, nó không bị mềm. Vâng. Nó không bị có cái váng. À thế ạ, có nghĩa là nếu mà mình cứ để nước là nó sẽ bị váng. Cứ để nước là có cái váng, thế mới ép nó chưa hết, nó chưa được khô như thế này. Nên vâng. Nó sẽ váng quả cà, nó phông lên to. Vâng. Nó phông lên to như cái quả vừa mua xong ấy. Vâng. Nhưng mà ăn cái chất lượng của nó không được ngon. Nó vẫn còn cái nước cà. Vâng. Nước cà thì ăn nó, một là nó cũng độc hại, hai nữa là nó có cái mùi ngái. Ngái của cà cà. Như bây giờ thì đã ăn được chưa ạ? Giờ ăn được rồi. Giờ xé ra ăn được. Cháu thử một chút nhé. Ăn vâng. Cái này thì nó dài. Nhưng mà nhai thì nó hơi dài. Có độ giòn nhưng mà nó dài. Mặn. Có như quả cà ngấm tương đúng nãy không? Nó mặn khi nó mới thưa quý vị, sau khi mà ngâm 20 ngày với nước muối thì quả cà nó đã hút hết muối và nó trở nên rất là mặn. Và lúc này khi mà chưa có cái hương vị, chưa có cái vị ngọt của tương thì cái hương vị cà dầm tương nó sẽ chưa thể xuất hiện ở trong cả quả cà này được. Chính vì vậy mà khi mà thử vào thì đúng quả thật là rất là khó để có thể nhai và nuốt vào lúc này. Và sau cái công đoạn này, thưa quý vị, sau công đoạn mà lau khô như thế này, gia đình bác Tiệp sẽ đưa quả cà này ngâm tối thiểu là khoảng 5 tháng có nhỉ? 6 tháng. 6 tháng, vâng. Thì tạm ăn được. Tối thiểu là khoảng 6 tháng. Thì là bắt đầu sự tinh khiết của cà trắng và mùi hương vị đậm đà của tương sẽ hòa quyện với nhau và lúc đó tạo ra cái sản phẩm cà dầm tương nức tiếng ở cái địa phương này. Ngay sau khi ép sạch nước thì việc lau sạch phải cần càng làm nhanh càng tốt để đem ngâm tương. Vì nếu không ngâm tương ngay, quả cà có thể sẽ bị thâm đen khi tiếp xúc với oxy. Thời gian từ lúc đưa cà ra khỏi bàn ép đến khi đưa vào dầm tương tối đa là 2 tiếng. Xong rồi, cà đã có rồi và bây giờ đi dầm tương thôi. Đi cô. Và ngay bây giờ đây thì những quả cà sẽ được đưa vào ngâm mình trong nước tương. Sự tinh túy của tương với sự đậm đà của gạo nếp
của ngô và của đậu tương. Và sau khi ngâm mình trong khoảng 180 ngày và ngậm trong mình những hương vị đó thì tạo ra hương vị của cà dầm tương. Cà khi được đưa vào dầm tương sẽ phải đặt phần núm ngửa lên. Như vậy cà mới hút được những tinh túy của tương vào trong quả. Tất cả cà trong một chum cũng phải được chìm đều trong nước tương. Nếu có quả nổi, quả đó sẽ bị đen và không ngon. Sau khi tất cả những công đoạn đã hoàn tất thì cái việc cuối cùng và cũng là cái việc rất là quan trọng đó là phải làm sao để trong 6 tháng tới thì nước mưa không thể vào được cái hũ cà này. Vì nếu chỉ để một chút nước mưa vào thôi thì sẽ làm ảnh hưởng đến chất lượng của quả cà và thậm chí là làm thối quả cà. Sáu tháng là thời gian tối thiểu để cà đạt chất lượng. Cà càng dầm tương lâu thì lại càng ngon. Nhưng trong quá trình dầm, cần phải thay tương sau khi ngâm chừng 8 đến 10 tháng. Và bây giờ thì tôi cùng với bác Tiệp sẽ cho quý vị thấy những quả cà được ngâm trong tương sau 6 tháng. Và tất cả những tinh túy của món cà dầm tương đều nằm hết trong chiếc chum này. Mình có phải lưu ý cái điều gì khi lấy ra không ạ? Không, bây giờ lấy cái này là có thể là thả vào trong hộp này. Lấy ra là phải thả vào trong hộp luôn, vì sao ạ? Cà là lúc nào tương phải ngập mặt cà. Như đây này chẳng hạn bây giờ nó phải ngập như thế này. Bây giờ nó hở lên như này là mặt cà nó bị đen. Cũng đồng nghĩa với việc là khi mà mình lấy cà ra cho vào hộp thì đồng nghĩa việc là mình cũng phải lấy tương vào cho tương luôn vào. Để cháu múc tương vào. Rồi. Nói đây bây giờ là thành phẩm là một quả cà này. Nói ra là một quả cà bát, nhưng thực tế bên trong quả cà này không phải là quả cà bát nữa, chỉ là cái vỏ đựng tinh túy của tương. Bao nhiêu cái chất ngon của tương thì cà nó ít. Anh đi anh nhớ quê nhà, nhớ canh rau muống, nhớ cà dầm tương. Có nghĩa là cái món cà dầm tương này nó có từ xa xưa rồi. Và thông thường ngày xưa khi cuộc sống nó còn nhiều khó khăn đúng không ạ? Thì là bà con hay sử dụng cái món cà dầm tương này. Tuy nhiên là bây giờ cuộc sống của chúng ta đã được sung túc hơn. Nhưng cái món cà dầm tương này nó lại trở thành một cái đặc sản. Cháu hỏi một chút, hơi tế nhị một chút. Một hộp cà 5 quả như thế này, bác bán ra bao nhiêu tiền ạ? Một hộp này là bây giờ cả hộp cả tương là 250.000. 250.000 tương đương với nếu mà tính là 50.000 một quả. 50.000 một quả. Đấy. 50.000 một quả cà dầm tương và một hộp 5 quả thì là 250.000. Có đắt không ạ? Nhưng mà nếu chúng ta tính ra công sức mà bác Tiệp và cô Trịnh bỏ ra thì tôi nghĩ là không đắt đâu. Vì như quý vị thấy rằng ngay từ cái khâu chọn cà bác phải ra vườn để chọn. Tương cô và bác cũng phải tự làm. Và để có được một quả cà như thế này, tối thiểu là phải mất khoảng 7 tháng mới có được một hộp cà như thế này. Vậy thì cái việc mà 250.000 một cái hộp như thế này hoàn toàn xứng đáng, thưa quý vị. Những chum tương ở góc sân, những vại cà ở trong bếp chẳng mấy khi vơi. Đó là những hình ảnh in dấu trong suốt những năm tháng ấu thơ của những người con vùng đất Hỏa Thôn. Ngày nay, tại đây chỉ còn khoảng hơn chục gia đình vẫn sản xuất cà dầm tương để bán ra thị trường. Riêng nhà bác Tiệp, mỗi năm sản xuất được khoảng 2 tấn cà thành phẩm để đưa ra thị trường. Là những người cuối cùng còn giữ được nghề làm cà dầm tương ở Tam Hiệp, cũng đã gần đất xa trời. Hơn ai hết, bác Tiệp, cô Trịnh mong mỏi món ăn này và nghề tạo ra món ăn này sẽ được giữ gìn, phát triển bởi những thế hệ sau. Lưu truyền mãi 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 về sau giữ lại cái truyền thống này thì là gia đình chúng tôi vậy thôi, luôn luôn phải truyền lại cho các cháu để các cháu ngày mai giữ lại cái sản phẩm đặc biệt này. Vâng. Thưa quý vị, những cái món ăn có từ xa xưa đã có ở trong những cái câu ca dao của chúng ta và bây giờ thì lại đang được phát triển lại, mặc dù là sự phát triển đó vẫn còn rất là nhỏ, vẫn còn khá là manh mún như ở nhà bác Hiệp, như ở nhà bác Tiệp và cô Trịnh đây. Tuy nhiên, hy vọng rằng
với sự quan tâm của các cấp chính quyền địa phương cũng như sự đam mê của bác và cô ở đây, thì những cái sản phẩm đặc sản như thế này sẽ ngày càng phát triển hơn.